Vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Bính Hạnh do ông Nguyễn Xuân Bính, sinh năm 1967 làm giám đốc, có địa chỉ tại số 209/14 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3. Qua quá trình kiểm tra thì lực lượng chức năng đã phát hiện công ty này đang tổ chức chế biến thịt heo thành thịt bò với số lượng lớn. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 2.044 kg thịt heo sống, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, bao gồm 1.179 ký thịt chưa ngâm quá chất, 110 ký đang được ngâm quá chất và 755 ký thịt heo đã được biến thành thịt bò. Ông Bính cho biết, số thịt heo này thu mua từ Đồng Nai, được cắt thành lát mỏng hoặc thành từng khối đem đi ngâm trong dung dịch huyết bò và chất bột màu trắng. Sau một thời gian, thịt heo có màu trắng ban đầu sẽ trở thành màu đỏ của thịt bò. Đồng thời, các thứ thịt cũng sẽ săn lại, hoàn toàn đánh lừa được người tiêu dùng. Thời gian ngâm tùy thuộc vào tỷ lệ pha trộn chất bột và độ dày của miếng thịt. Chất bột màu trắng trên được mua tại chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh. Với thủ đoạn này, mỗi ngày công ty cung cấp ra thị trường khoảng từ 500 đến 600 kg thịt bò giả, chủ yếu được bỏ mối cho các quán phở trên địa bàn. Liên quan đến vụ việc này, trên báo Nông nghiệp thông tin thêm, hóa chất được sử dụng để biến thịt heo thành thịt bò đó là metabisulfit. Theo tiến sĩ Phan Thế Đồng thuộc trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, thì hóa chất này có dư lượng SO2, cho nên là khi con người sử dụng lâu dài sẽ bị viêm loét bao tử, đường ruột và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Và được biết là không phải loại phụ gia thực phẩm nào cũng độc hại, gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Quan trọng là loại phụ gia thực phẩm đó có đảm bảo chất lượng hay không. Ngoài ra thì việc nó có làm hại sức khỏe hay không còn tùy thuộc vào thời gian ngâm tẩm thực phẩm với phụ gia ngắn hay dài, nhiều hay ít phụ gia. Việc dùng phụ gia ở các quán biến thịt heo thành thịt bò rất đáng lo vì có thể họ dùng phụ gia rẻ tiền, ngâm tẩm lâu. Chưa kể là thịt heo dùng để chế biến thịt bò thường là heo bị bệnh hoặc đã chết nên trong thịt heo này đã tồn dư nhiều chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe.